chương 3656, bất hoặc thủy tổ. A à, phù nhã tiếp nhận không gian áo nghĩa, Thì triển ra khóa ấn bí thuật, lòng chủ thần hồn ý niệm ngoại phóng, áp chế huyết phù tà hoàng tinh thần ý chí. Liên tiếp nửa canh giờ rằng co, trương nhược trần chỉ ít đánh ra hơn vạn đạo quyền ấn. Rốt cục, đánh xuyên huyết phù tà hoàng hộ thể phù văn, bành, huyết phù tà hoàng thân thể nổ tung, không có tan chảy thành huyết vụ, cũng không có tan biến thành tinh thần lực hồn vụ mà là, hóa thành đến ngàn vạn ấn ký phù lục, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Những bùa chú này, so kiếm đều sắc bén, có lực công kích cực mạnh, trương nhược trần lấy Phật quang cùng thái cực tứ tượng đồ ấn hộ thể. Đem sung kích ở trên người phù lục, đều chấn vỡ, hóa thành từng sợi tinh thần lực hồn vụ, cái này đến ngàn vạn ấn ký phù lục, cũng không che đậy trương nhược trần cảm giác. Hắn nhạy cảm phát giác được, tại tất cả phù lục bên trong, có một đạo huyết hồng sắc phù lục dài ba thước lấy tốc độ nhanh nhất, cố chạy thoát ra ngoài. Bản thể của hắn muốn chạy trốn. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, cánh tay nâng quá đỉnh đầu, năm ngón tay chăm chú bóp, ầm ầm, kỳ lân quyền sáo bên trên, hai viên lôi châu lập tức phóng xuất ra vô tận lôi điện, đem quanh mình phù lục đều đánh nát, hóa thành từng sợi xương mù. Cái kia đạo huyết hồng sắc phù lục, thế như trẻ tre, mặt ngoài phù văn cực kỳ cao thâm. Vậy mà đánh xuyên A phù nhã dùng thủy tổ huyết dịch bố trí tinh không huyết hà. Mà chạy ra ngoài, tốc độ quá nhanh, mặc dù long chủ canh giữ ở bên ngoài. Ngay lập tức xuất thủ, vùng ra ma thần thạch trụ. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, không có thể đánh trúng hắn. Thật là lợi hại một đạo phù. Huyết phù tà hoàng tinh thần chủ thể. Liền ký thác vào bên trên đạo phù này. Long chủ thờ dài một tiếng. Hợp ba người bọn họ chi lực thế mà cũng không có cách nào đem huyết phù tà hoàng dạng này cường giả vây giết tốc độ nhanh đến tình trạng này căn bản không có cách nào truy hắn đi không nổi trương nhược trần hét lớn một tiếng ánh mắt nhìn chăm chú về phía a phù nhã a phù nhã tâm lĩnh thần hội nhẹ nhàng gật đầu dẫn động không gian áo nghĩa cánh tay ngọc tại hư không vẽ ra một cái vòng tròn lập tức không gian bị vô hạn co vào hội tụ hướng nàng lòng bàn tay cùng lúc đó trương nhược trần cũng tại vận chuyển thần khí cùng không gian quy tắc bành nàng một trường đánh vào trương nhược trần sau lưng co vào không gian trong nháy mắt bạo phát đi ra theo không gian mãnh liệt rung động thiên địa cũng giống như đảo lộn trương nhược trần biến mất tại nguyên chỗ vượt qua không gian trương nhược trần đuổi kịp đạo huyết phù dài ba thước kia đem nghịch thần bia đánh ra nghịch thần bia đặc thù lực lượng khiến huyết phù bên trên phù văn trở nên cực không ổn định nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần bàn tay ấn ra ngoài. Thì triển ra trong lòng bàn tay càn khôn thủ đoạn, đem huyết phù gắt gao chấn áp, một tỷ lần không gian trọng lực, theo sát lấy rơi xuống. Không, thế gian tại sao có thể có nghịch thần bia dạng này dị vật? Trương này thần phù, chính là bất hoặc thủy tổ luyện chế mà thành. Không có bất kỳ cái gì thần khí cùng thần thông có thể khắc chế. Huyết phù tà hoàng thanh âm, từ phù lục bên trong truyền ra, cực kỳ không cam lòng. A à phù nhã đuổi theo. Ngọc thủ dẫn động thủy tổ huyết dịch. Tại hư không phát họa ra một đạo lại một đạo phong ấn đồ án. Hoa, hoa, hoa. Liên tiếp 17 đạo phong ấn đồ án. Rơi xuống bên trên huyết phù. Mới đưa huyết phù triệt để chấn áp hoàn toàn. Lòng chủ sau một bước đuổi tới. Hỏi, chương này thần phù, thật sự là bất hoặc thủy tổ luyện chế mà thành. A à phù nhã đem huyết phù nâng ở trong lòng bàn tay tinh tế quan sát phía trên phù đạo minh văn cùng bút họa phù ngấn. Nhẹ gật đầu, nói, là bất hoặc thủy tổ thủ bút, đây là một đạo thần hành phù, nếu không phải trương nhược trần không gian tạo nghệ cao thâm. Lại có được nghịch thần bia, tăng thêm ta thao khống đại lượng không gian áo nghĩa, hôm nay coi như bất diệt vô lượng, cũng hơn nửa lưu không được hắn. Trương Nhược Trần nói, bất hoặc thủy tổ danh sưng từ xưa đến nay, một trong những nhân vật có tinh thần lực cao nhất liền tinh thần lực tạo nghệ mà nói, chỉ có Phật môn vị kia thủy tổ trong số ít mấy người. Có tư cách cùng hắn đặt song song, mà nói phù đạo tạo nghệ, càng là không có người bị kiệp vạn cổ đệ nhất nhân. Bất hoặc thủy tổ, tên là mộ dung bất hoặc, cùng oa hoàng địa vị ngang hàng, được xưng là đạo gia thành tựu tối cao nhân vật, lưu lại gia tộc nội tình. Để mộ dung gia tộc đến nay đều là trong vũ trụ đứng đầu nhất thế lực. Truyền thuyết, hắn còn sót lại một viên thần phù phù linh ở đời sau đạp lên con đường tu luyện, thành tựu thiên tôn chi vị, vô địch một thời đại, danh xưng phù đế, mở ra đến phù linh giới, hiện tại cũng vẫn là thiên đình đỉnh tiêm cường giới, luyện chế ra đến một viên phù, đều mạnh như thế, có thể thấy được bản nhân lợi hại đến trình độ nào. Long chủ nói, theo ta được biết, bất hoặc thủy tổ còn có thể truyền thế thần phù, sớm đã không còn, ngược lại là nghe nói mộ dung gia tộc trong tay nắm giữ một viên thần phù mà vị bất hoặc thủy tổ lưu lại là trấn tộc chi bảo là thật hay giả không cách nào chứng thực huyết phù tà hoàng lấy thần hành phù làm tinh thần vật dẫn giáng lâm đương thời nhưng cái này mai thần hành phù đến cùng từ đâu mà đến trương nhược trần nói trực tiếp siêu hồn đi như việc này dính đến mộ dung bất hoặc siêu hồn chắc chắn sẽ không có kết quả trọng yếu ký ức sớm đã bị xóa đi a à, phù nhã nói Trương Nhược Trần khẽ cho mày nhìn ra A Phù Nhã Tư Tâm. Dù sao, Huyết Phù Tà Hoàng tinh thần lực cường đại, tinh thần lực suy nghĩ lại giấu ở bên trong thần hành phù. Muốn lục soát hắn hồn, Trương Nhược Trần làm không được, A Phù Nhã cũng làm không được, chỉ có mời chân lý điện chủ xuất thủ mới được. Nhưng như thật phát hiện cái gì, Huyết Phù Tà Hoàng cùng cái này mai thần hành phù cũng là chuyện của A Phù Nhã quyết định. A Phù Nhã nhìn ra Trương Nhược Trần không vui, nói. Kỳ thật, đã không có cái gì tất yếu siêu hồn. Bản tọa dám khẳng định, mộ dung bất hoặc đã giáng lâm. Bởi vì, chương này thần hành phù mặc dù bút pháp cao thâm, thủ đoạn đỉnh tuyệt, nhưng cũng không tính quá lợi hại. Tuyệt không phải xuất từ thủy tổ chi thủ. Các ngươi phải biết, mộ dung bất hoặc khi còn sống tinh thần lực, rất có thể vượt qua 95 giai. Hắn lưu lại thần hành phù, há lại chúng ta lưu được. Lòng chủ nhíu mày, hỏi, chương này thần hành phù là tàn hồn mộ dung bất hoặc luyện chế ra đến, hẳn là gọi là di tồn tinh thần lực ý niệm a à, phù nhã đáp, Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng, nói, trọng minh lão tổ tiếp dẫn huyền vũ chân tổ, mộ dung gia tộc tiếp dẫn bất hoặc thủy tổ, vốn không phải tội lỗi gì, nhưng huyền vũ chân tổ cùng huyết phù tà hoàng liên hợp 72 phẩm liên, muốn cứu hồn mẫu, cái này liền không thể không tra đến cùng, vô luận dính đến ai, đều phải giết. Trương Nhược Trần cùng Long Chủ trở về hồn giới, cùng chân lý điện chủ cùng đao tôn hội hợp, thạch cơ nương nương cùng 72 phẩm liên sớm đã chẳng biết đi đâu. Đao tôn ngay tại thu thập hồn giới thế giới mảnh vỡ. Dù sao cũng là hồn mẫu thân thể, có dấu bộ phận bán tổ thần hồn, cũng có thể đề luyện ra bán tổ thần linh vật chất. Đối với hắn xung kích bất diệt vô lượng, có sự giúp đỡ to lớn, những cái kia huyết dịch tàn thừa bí ẩn, hội tụ thành một cái đường kính trăm mét huyết hồng sắc hồ nước trong máu nguyền rùa lực lượng đã bị chân lý điện chủ thanh trừ giờ phút này nàng ngay tại phân tích những huyết dịch này cũng tại siêu hồn nàng đem hồn mẫu lưu lại thần hồn toàn bộ thu thập hóa thành một đoàn hồn quang nâng ở hai tay chân lý điện chủ hiển nhiên là đã sớm thấy rõ bộ phận thiên cơ gặp trương nhược trần hai người trở về không có sắc mặt tốt nói ba người các ngươi có nghịch thần bia thần khí chuyên môn khắc chế phù văn lại có thủy tổ thần thông bí pháp thủ đoạn, cùng lượng lớn không gian áo nghĩa, ba người liên thủ, lại suýt nữa để huyết phù tà hoàng đào tàu. Thật là phế vật, đổi lại một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp cường giả. Bị chân lý điện chủ như vậy gian dậy, khẳng định phát tác tại chỗ. Nhưng, ai kêu trương nhược trần cùng long chủ ở trước mặt nàng đều là tiểu bối. Hơn nữa còn thiếu nàng đại nhân tình, trương nhược trần yên lặng nghe xong gian dậy về sau, nói huyết phù tà hoàng tinh thần lực ý niệm, là ký thác vào bên trên một viên thần hành phù, giáng lâm đến thế giới chân thật, mà viên kia thần hành phù, chính là bất hoặc thủy tổ luyện chế mà thành. Bất hoặc thủy tổ, mộ dung bất hoặc, đao tôn nghe tiếng, chạy tới, chân lý điện chủ cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi, viên kia thần hành phù đâu? a à, phù nhã mang đi, trương nhược trần đáp, chân lý điện chủ truy vấn, nàng đi nơi nào, nàng nói điện chủ đối cổ cường giả thành kiến cực sâu, cho nên không dám tới gặp ngươi. Trước một bước trở về thiên đình, Trương Nhược Trần đáp, chân lý điện chủ trong mắt lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Suýt nữa nhịn không được một trưởng vỗ tới. Quát, vật trọng yếu như vậy, ngươi làm sao có thể để nàng mang đi, dù sao trước đó xuất thủ, đáp ứng nàng, như thế nào cũng phải tuân thủ hứa hẹn đi. Trương Nhược Trần đáp, lòng chủ ánh mắt nhìn bên ngoài trời, giống như là đang suy nghĩ chuyện trọng yếu gì lại giống là một bộ việc không liên quan đến mình thần du bộ dáng chân lý điện chủ hỏi như mộ dung bất hoặc đã giáng lâm người biết đây là quan trọng cỡ nào sự tình sao mộ dung bất hoặc khẳng định đã giáng lâm trương nhược trần tâm bình khí hòa lại nói nhưng thiên cung có thể làm thế nào huyền vũ chân tổ giáng lâm cùng trọng minh lão tổ có quan hệ thiên cung cũng không thể tránh được đi chân lý điện chủ tỉnh táo lại từ trương nhược trần nơi đó xem qua huyền vũ chân tổ thần hồn. Siêu hồn xác nhận về sau, nói, như huyền vũ chân tổ cùng 72 phẩm liên liên thủ sự tình. Là trọng minh lão tổ thủ ý, cho dù trọng minh lão tổ tại phương Nam vũ trụ lực ảnh hưởng lại lớn. Cũng nhất định phải vì thế trả giá đắt, xem ra, chỉ giết kỳ ngõ đặt cùng tam sát đế quân dạng này bất diệt vô lượng phía dưới chư thiên. Là chấn nhiếp không nổi bọn hắn, đồng dạng là cổ cường giả, a à, phù nhã thạch cơ nương nương, hiên viên đệ nhị sở tác sở vi, cùng huyền vũ chân tổ, huyết phu tà hoàng hoàn toàn khác biệt, đã có thể nhìn ra có nhiều vấn đề. Về phần mộ dung gia tộc bên kia, chân lý điện chủ có chút trần chờ trương nhược trần nói, mộ dung gia tộc hiểm nghi, so với trọng minh lão tổ càng lớn, mộ dung bất hoặc hơn phân nửa là tại thời gian thần điện giáng lâm đến thế giới chân thật. Ta cảm thấy, có thể từ thời gian thần điện cùng trên thân mộ dung hoàn. Tìm chút manh mối trần lý điện chủ hỏi ngươi bây giờ liền muốn động thời gian thần điện trương nhược trần lấy ra vĩnh hằng chi thương ánh mắt kiên định quả quyết nói vật chứng ở đây mộ dung hoàn liên hợp ngọc động huyền muốn giết ta ta còn không thể phản kích sao còn có lý do gì So cái này càng thỏa đáng a à, phù nhã đã trước một bước trở về thiên đình giúp ta đi tiền trạm chỉ cần điện chủ ngươi bên này đồng ý ta hiện tại liền chạy trở về lấy thế xét đánh lôi đình cầm xuống thời gian thần điện, Đao Tôn gặp Trương Nhược Trần nhuệ khí như thế chi thịnh. Nói, người trẻ tuổi chính là nóng tính, việc này lão phu liền không nhúng vào. Đúng rồi, bản Tôn tới hồn giới, các ngươi cũng đừng đối ngoại nói lung tung." Trương Nhược Trần nói, "Đao Tôn tiền bối yên tâm, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi là Ngọc Động Huyền mời đến giúp đỡ." Đao Tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bất thiện nhìn xem Trương Nhược Trần, miệng bên trong mắng một câu gì. Nói, tùy cho các ngươi nói lung tung đi, dù sao bản tôn sẽ không nhận, đi trước. Hết chương 3656 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.